bé mới có được 38 ngày. Thế tụt ra được. Nào, nhấc cháu lên này. Cả quần áo đây rồi đúng không? Các bạn ạ, đây là hình ảnh ấy, những ngày đầu tiên ở làng Lủ. Hôm nay mình làm video này để mình chia sẻ với các bạn thông tin mới nhất về làng Lủ. Và cũng chia sẻ với các bạn những cái hình ảnh khó quên nhất trong 30 ngày tìm kiếm cứu nạn tại làng Lủ với các bạn nhé. Các bạn xem video thấy hay, hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Trong những cái ngày đầu mà xảy ra lũ quét ở làng Lủ đấy các bạn ạ, đây các bạn nhìn xem nhé, tất cả những cái khu vực mà nó đẩy trên núi xuống ấy toàn là bùn, với này cái lượng nước thì nó rất là nhiều, vẫn còn nhão và lượng nước chảy còn nhiều lắm. Và tất cả những cái con đường mà đi vào trong làng Lủ thì lúc này là đang bị cô lập, các lực lượng chức năng là xe cứu hộ cứu nạn không vào được, một số như máy xúc chứ là cũng chưa thể đi vào được. Và khu vực này là cái nhà anh Cai này, nhà anh Cai có một cái nhà này nó đánh, nó đẩy xuống cách đây 6m và nó vướng vào cái chỗ tường đồi này thì nó dừng lại. Nhà anh Cai này thì không có thiệt hại về người, nhưng mà tất cả những cái xe máy ô tô và những cái dụng cụ rất là gia đình là bị hỏng hết. Có cái ô tô thì đã bị chìm hết, ở nó cuốn xuống dưới này này. Đây hôm nay thì những khi vào những cái ngày này ấy thì nó lại vừa mưa nữa cơ. Chứ nó là không được tạnh giáo, cho nên là lực lượng chức năng khu vực ở cơ sở như là xã và huyện họ kịp thời họ đến ngay ngày hôm sau thì họ cứu hộ cứu nạn ấy, thì cũng vớt được rất là nhiều xác, và vớt được đến đâu thì các lực lượng là cũng phải mang lên là làm thủ tục và cũng mang mai táng cho người dân ở đây. Đấy, tất cả những cái hình ảnh của các cán bộ chiến sĩ công an rồi bộ đội rồi dân quân là rất là nhiệt tình ở trong những cái ngày này. Nó lại vừa lũ xong nó lại còn vừa mưa suốt ngày nữa các bạn ạ. Đường thì trơn. Theo thông tin thì chắc là các bạn xem video các bạn cũng đã biết rồi, cho đến ngày hôm nay ấy, thì là vẫn còn 7 nạn nhân nữa là chưa tìm được tung tích, chưa tìm thấy xác đâu cả. Và tất cả là có 67 người vừa chết vừa mất tích, thì hiện nay đã đưa về mai táng là được 60 người rồi, còn 7 người nữa thôi. Đây các bạn xem những cái hình ảnh những ngày đầu này là cứ đi vớt được những người nào là quan tài chở bên ngoài vào là họ tiếp tục họ liệm và họ cũng mang mai táng luôn, thậm chí làm cả tối nữa. Đây tất cả bà con những nhà mà không bị thiệt hại về người là cũng tập trung tất cả ở đây để hỗ trợ. Đây những trong những ngày này các bạn nhìn xem bên dưới nhá, dãy dưới thì còn một cái dãy người đang đào dưới này nữa đây này. Đấy cho nên là bởi vì nó thiệt hại tới đến 5-60 người trong một lúc ấy, thì cái lượng cần nhân công để đào những cái huyệt này rất là gấp rút, huy động ngay một lúc đến 4-50 cái quan tài như thế này cơ mà các bạn. Và trời nó cứ mưa suốt cho nên là trong những cái ngày đầu đây các bạn này, máy xúc là chưa vào được, cho nên là toàn bộ lực lượng cứu hộ cứu nạn ấy phải sử dụng bằng cái sức nước, sử dụng một cái máy bơm nước, xong là họ xịt xuống ở cái khu vực là mà nghi khả nghi là có nạn nhân đấy, là họ đẩy dùng sức nước họ đẩy những cái bùn ra để tìm kiếm. Tuy rằng nó cũng không được hiệu quả, nhưng mà ở cái khu vực phía dưới làng Lủ đấy thì cái đất thì nó cũng không dày lắm, cho nên là tìm kiếm bằng cái cách này thì cũng vẫn là được. Còn khu vực trên thượng nguồn đấy thì hoàn toàn là phải sử dụng bằng máy xúc hết. Chỗ này là thẳng một cái luồng nước, cái dòng lũ ấy, nó chảy từ phía trên kia, các bạn kìa, nhìn xuống là nó phi thẳng xuống cái chỗ khu vực các chiến sĩ đang tìm kiếm ở đây này. Cho nên khu vực này là người ta nghi rất là cao, nhưng mà ngược lại chỉ ở bên trái là nó quẩn vào trong bên trái là người ta vớt được rất là nhiều khu ao đấy. Xem những cái hình ảnh này là những ngày đầu tiên ấy, thì nó chưa có sự xáo trộn về máy xúc, là họ chưa cuốc nên cho nên là có thể là tưởng tượng hình dung ra là nó, những cái dòng chảy là nó dễ hơn.
Đây là các anh em là chiến sĩ đây, xong giờ làm việc là nghỉ ngơi, ăn xong xong lại tiếp tục vào công việc. Được cái là anh em là cũng rất là nhiệt tình với sự chỉ đạo của các cấp trên, là các anh em là rất là nhiệt tình với bà con ở đây. Các chiến sĩ đây là cái tầm tuổi từ 20 gì đấy, là bây giờ cái sức của người ta cũng rất là khỏe, cho nên cứ xong giờ làm việc hết nghỉ ngơi một lúc ấy thì họ lại khỏe mạnh ngay. Chỉ qua một đêm thôi, thế mà một cái xóm làng này với một cái cánh đồng lúa ở khu vực này là thành một cái khu vực bãi cát mà nhìn như hoang mạc hết. Đây sử dụng xương nước và họ chọc để họ thăm dò xem có nạn nhân ở dưới này không. Cái ngôi nhà trắng đây kìa, tường trắng mà mái xanh đấy ở phía trước mặt các bạn đấy, bốn xung quanh khu nhà đấy, là cái hôm thứ hai là họ tìm kiếm ở đấy là họ vớt cũng được nhiều nạn nhân ở đấy, rất là nhiều nạn nhân ở đấy, đến gần chục nạn nhân ở đấy, bởi vì trong khu vực đấy là nó quẩn nước vào trong nên là nó đẩy những cái nạn nhân mà đang vẫn còn trôi nổi là nó đẩy vào trong đấy. Còn những nạn nhân mà bị những cái cây gỗ mà nó dìm hoặc những cái đá nó dìm nó đè thì nó chìm lên dưới. Được cái là các cấp chính quyền với lại các nhà hảo tâm ấy là đã rất là kịp thời hỗ trợ bà con làng Lủ về những cái vật chất và những cái tinh thần, với lại về những cái sức lao động của bà con ở các vùng nơi khác họ đến họ hỗ trợ. Và ở đây cũng nhiều những cái cảnh đau lòng, ví dụ như vợ chồng nhà anh đây thì hai vợ chồng đi làm còn gửi con ở nhà với ông bà, thì ở nhà lúc về đây thì con cũng đã trôi theo suối và đã chết mất rồi, và họ cũng vớt được đứa con của anh này là được gần 4 tuổi và bây giờ đã được mai táng tại đây. Lúc về thì họ đã mai táng xong mất rồi. Bởi vì trong mấy ngày đấy là bão lũ cơn bão số 3, là cái đoạn đường từ ở Hà Nội nên là nó ách tắc nhiều chỗ lắm, xe ca có thể không đi được, anh không nên kịp được. Đây là mộ của con ông này đấy. Vâng, và xin chia buồn cùng anh nhé. 34 tuổi. Trên kia là mẹ kìa. Còn vợ của ông trên kia cứ chưa tìm thấy kìa. Vâng, và cũng vì thiên tai bao vũ cảm. Chắc lúc 10 giờ em giờ lỏ quay cân luôn nha, cho hai giờ lúc 10. Quay bà quay nóng ná, nhưng mà này nóng mới ăn bố em nè. Vì cái dòng lũ là nó cuốn người đi ấy, thì những nhiều cây cối rồi đá là cuốn theo ấy, là nó có thể là đập vào người là cũng không thể nào còn nguyên lành nặng được. Cho nên là mọi người khi mà đã cứu hộ đã vớt được ấy thì bắt buộc là phải mang khâm liệm và mang đi mai táng luôn, mai táng luôn trong ngày. Làng Nủ thuộc xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai này thì tổng số là có 186 nhà cơ, nhưng mà cái xóm của 40 nhà này thì nằm ở đúng giữa cái dòng nước nó cuốn về đấy, cho nên là nó đẩy đi hết, nó cuốn hết. Còn 146 nhà thì họ lại ở hai bên khu đường trên cao đấy, cho nên là cũng không bị gì. Hôm xảy ra cái trận lũ quét này là vào sáng ngày mùng 10 tháng 9 năm 2024. Nhưng mà nếu mà nói về họ làm giỗ thì hôm ấy này là vào ngày mùng 8 tháng 8 âm lịch. Thì vào hàng năm ấy thì cứ vào ngày mùng 8 tháng 8 âm lịch, đó là ngày ngày giỗ, ngày đại tang của làng Lủ đấy. Ở đây là như nhà anh Thới, nhà anh Thạo và nhà anh Thinh ấy, là vợ con là chết hết. Và anh Thinh ấy thì còn có một cái nữa là vợ con đã mất hết rồi, nhưng mà anh ấy còn gãy chân, anh còn phải đi làm viện nữa. Còn anh mặc áo kẻ đấy, anh đang đi đào huyệt đấy, là chính ra là hôm nay là anh đào huyệt, là anh đào huyệt cho vợ và cho con anh ấy, con trai anh đấy đấy. Hôm nay là
Đây một bộ phận là liên tục đi đào và một bộ phận là liên tục là khênh lên trên này. Những cái ngày đầu thì người ta chỉ vớt được thôi chứ người ta không phải đi dùng máy xúc để người ta tìm kiếm nó đâu. Còn vớt được thì có khi vớt một lúc được 4-5 người liền. Đây anh mặc áo kẻ này này, là hôm nay là huyệt, đây là huyệt của con trai anh ấy. Cháu bé đây là cũng chỉ có 38 ngày tuổi thôi, và bố mẹ cháu là bị lũ cuốn trôi hết. Con thì về đây thì chết. 2006 cháu mới bước tuổi 18, bé mới qua được 38 ngày. Vâng, xin chia buồn cùng gia đình các nhé. Đấy, mất con gái, con rể bên đây cháu ngoại. Khu vực cũng còn đang đầy rồi, nên là lực chức năng của người bay kiểm tra, quan sát. Những chú chó nghiệp vụ ấy là đang làm nhiệm vụ ở khu này cũng rất là hiệu quả, cũng tìm kiếm được rất là nhiều nạn nhân. Và mấy hôm nay là cũng đã lực lượng chức năng đã sử dụng máy xúc để đi tìm kiếm nạn nhân rồi. Tiên thì sinh năm 95, chưa vợ. À. Đây là quan tài là vấn đề không thôi, chưa nghiệm nạn nhân vào, vì nạn nhân lực lượng chức năng họ vẫn còn phải xét nghiệm ADN đã. Làm thủ tục mai táng ban ngày là còn không đủ thời gian, nên là ban đêm cũng vẫn phải là làm thủ tục về mai táng cho các nạn nhân để các bạn nhé. Tuy rằng cũng rất là đau lòng, nhưng mà nhiều trường hợp lại còn đau lòng hơn nữa là không tìm được cơ thể, toàn bộ cơ thể mà nguyên vẹn, mà chỉ tìm được cái chân hoặc cái tay không đây các bạn nhé. Có người thì chỉ tìm được cái đầu thôi, đây là tìm được cái cánh tay đây này. Và cũng vẫn cứ phải để làm một cái thủ tục để mai táng các bạn ạ. Chỗ cái mặt lền, cái máy xúc nó đứng đấy, là trước đấy là một cái con đường bê tông của làng, nên là đây là nó có một cái cầu, nên là đây có một cái xác nạn nhân ở đây, bây giờ là họ đã tìm thấy đây rồi. Và đã đang chuẩn bị là để đưa lên. Và lúc chắc là nó chưa bị vít cống thì nó vẫn còn chảy, là nó hút vào đây. Và bây giờ là họ đã tìm thấy, đã chuẩn bị đang đưa lên để mang lên để chuẩn bị các công tác như là tắm giặt cho họ và khâm liệm. Tất cả các nạn nhân ở đây trước khi khâm liệm thì đều được các lực lượng chức năng đấy là họ lấy mẫu ADN để họ xét nghiệm, chứ họ sẽ làm rất là cẩn thận, rất là chắc chắn, như là khử khuẩn, xử trùng nữa, là họ làm rất là khoa học. Ở đây cũng là một nam thanh niên này thì cũng tìm thấy cũng vào cái ngày sinh nhật của bạn ấy nhé. Hiện tại bây giờ là ngủ họ đang làm ma cho những cái hộ gia đình mà có những người bị chết cũng vừa rồi, thì cứ mỗi
cả làm thủ tục xử khuẩn rồi xét nghiệm ADN xong xuôi tất cả các thứ, xong tắm giặt xong họ mới đưa vào không điện cho tài và họ mới mang máy táng các bạn nhé. Tất cả thì làm đầy đủ thủ tục. Sau khi bị lũ quét rồi thì nó tiếp tục là nó mưa vừa và mưa nhỏ, mưa thêm mấy ngày nữa. Công việc là về cứu hộ cứu nạn rất là gặp khó nhiều cái khó khăn. Sau về cái đợt về sau này nó nắng lên thì máy xúc họ vào họ làm thì nó dễ hơn. Được cái là công ty của anh Lương ấy là rất là nhiệt tình. Tất cả máy xúc của anh xuống anh làm là tất cả không thể tính toán một cái gì hết. Và những cái tiền tài trợ của các người khác tài trợ cho công ty anh đều anh không nhận, mà anh có nhận thì anh lại đưa cho người dân. Và hôm nay thì lại tìm kiếm được một nạn nhân nữa ở dưới cầu bê tông này. Nạn nhân này nếu mà không nhầm thì là một phụ nữ. Cả quần áo đấy rồi đúng không? Là của chị này là mẹ của cháu Phúc cho đấy. Làng Nủ này họ ở đến đâu từ trên nhà về đường xá là cũng rất là quy mô. Những cái đường đi trong làng đấy là toàn những cái rãnh nước chảy qua là những có những cái cầu bê tông này rất là kiên cố nhé. Đấy, trong những cái gầm cầu đã tìm được mấy nạn nhân rồi đấy. Nếu mà không có những cái máy xúc này thì lấy xác nạn nhân ở gầm cầu rất là khó khăn. Có một số bạn muốn đi đào một thủ công thì đào một thủ công thì đến bao giờ để họ đã từng thấy thời gian họ đã lấy được một nạn nhân lên để đào thủ công, từng thấy cái độ sâu như thế chắc không bao giờ được, khó làm lắm. Cách hôm qua sao? Cái khối đất đá là nhiều như thế rồi mà. Đây có một số bạn đây này cũng bảo là khu vực này là sẽ có nạn nhân ở dưới hòn đá này, và cũng rất là cương quyết tập trung vào là đẩy hòn đá ra để đào mới đây, nhưng không biết được cái kết quả cuối cùng là như thế nào đây. Đây các bạn này nó cũng toàn những người đến du khách nơi khác đến thôi, gọi là đến hỗ trợ khu vực này thôi chứ không phải người ở làng này. Sẽ là có một hai người như kiểu gọi là người thân nhân họ hàng thì nói là nghi ngờ là có bà con bị ở dưới hòn đá này sao đấy thì đến đây hỗ trợ thôi. Nhưng làm thủ công này thực sự là rất là khó khăn đây. Làm thế này thì đến bao giờ mới moi được một cái khối đất cát này lên, moi tay như này thì rất là lâu. Những cái máy xúc này nó xúc một nhát này có thể là đến nửa khối đất, nửa khối đá. Nhưng tay moi mấy nhát thì thế này thì có mà còn lâu xuống được. Toàn bộ những loại đất đá, đá to này nó trôi trên núi xuống đấy nha các bạn nhé. Và cái cây gỗ to kia là cũng phải trôi hết ở trên núi xuống đấy. Có một số cây nữa họ cắt ra nó còn to hơn như thế này nữa cơ. Chú áo để phục vụ những cái bà con ở đây, cán bộ chiến sĩ đặc biệt ở khu vực cứu hộ cứu nạn này. Và đây là anh Hoàng Văn Thới này. Anh này thì gia đình là có 6 người thì chỉ còn sống sót mỗi anh ấy thôi. Còn mẹ anh với lại vợ anh với lại 3 đứa con thì mất hết. Bây giờ là anh như là người mất hồn đấy. Hôm nay là anh cũng ra đây là anh lấy cơm về. Chứ mọi hôm là cũng không chịu ăn uống gì đâu. Nhìn cũng rất là tội nghiệp. Còn đây là những cái cảnh mà họ làm lễ của những cái trường hợp mà vớt được những cái nạn nhân nhưng mà gọi là chỉ được cái tay hoặc cái chân, thậm chí là chỉ được cái đầu thôi.
nhưng họ vẫn làm thủ tục cho các nạn nhân này. Đấy, họ vẫn cho vào một cái túi bóng và họ cho vào bao và họ đặt ở đây là có bát hương và tất cả các lễ nghi là họ cũng đặt ở đây. Sau đó cũng vẫn mang đi mai táng. Chờ khi nào nếu mà tìm kiếm được những cái thân thể tiếp theo thì họ cũng sẽ tiếp tục, họ sẽ mai táng cùng. Đây là mấy trường hợp như thế nha các bạn nhé. Vừa làm vừa nhìn sợ cái quả đồi sợ nó lứt nó đổ xuống. Vừa làm vừa để ý. Từ khi lực lượng bộ đội chủ lực rút đi là không có cảnh giới, là mình quan sát bằng mắt thường rồi. Và đây là anh Lương, anh là giám đốc công ty máy xúc ủi san lấp mặt bằng này này. À, anh tài trợ về cái phần máy xúc này, máy xúc, và anh đưa cả ô tô sang để được tới để làm cái khu tái định cư. Đây xe của bác Cai này là tìm được rồi, nhưng mà đào lên được rồi, nó cũng không trôi đi đâu, nhưng mà giờ cũng lôi lên rửa chắc là để làm một cái đồ là kỷ niệm, chứ cũng không bán, cũng không tu sửa, cũng không gì cả. Rửa sạch sẽ đây, bác sẽ để làm một cái đồ kỷ niệm đây. Rất là may nhà bác là không có thiệt hại về người. Và đây là một cái trường hợp nữa các bạn nhé. Đây là cháu này, cháu sinh năm 2014. Thì năm nay là 10 tuổi rồi, cháu Linh đây. Thì trôi dạt xuống khu vực Yên Bái. Cứ trôi theo cái dòng sông chảy đấy thôi, xuống đấy là người dân họ vớt được từ ngày 12 tháng 9, có nghĩa là sau cái ngày lũ quét đấy, có 2-3 ngày thôi. Và họ cũng đã mua quan tài và họ mai táng rất là cẩn thận rồi. Và khi lực lượng chức năng khi đã thông báo và kiểm tra về ADN đấy thì xác minh là đúng là người ở làng Lủ. Và hôm nay là người trên làng Lủ xuống và các cấp chính quyền đấy họ sẽ bàn giao lại, bắt buộc phải khai quật mộ lên và đưa cháu về bên làng Lủ để mai táng. Không nữa luôn, thêm cái kia bạn. Đợi. Được. Bây giờ là họ cho lên và họ sẽ làm sạch sẽ vệ sinh đi, xong là sử dụng những cái túi ni lông ấy, dây khó đi lắm, dây không đi đâu, cái ni lông, và họ sẽ bọc kín, rồi họ dán chặt băng keo vào và sẽ dùng ô tô để trở về làng Lủ tới xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai để mang về mai táng cùng với này khu nghĩa địa của gia đình nhà cháu. Thế cái trường hợp là trôi xuống khu vực Yên Bái là có hai trường hợp, cháu Linh là trường hợp thứ hai. Một trường hợp đấy là một anh là sinh năm 1985, cũng trôi xuống dưới đấy là người dân họ cũng vớt được và họ cũng mai táng, và sau đó là bên lực lượng chức năng xét nghiệm xong thì sẽ đưa về làng Lủ để mai táng. Hôm nay là chuẩn bị là đưa lên xe để đưa cháu về làng Lủ. Điều một ít dân quân ra làm tí đất quân bây giờ để cho người ta về trên thành niên dân quân ra làm cái việc phúc lắp lại một tí. Trong những cái ngày đấy là cái nước sông chảy nó lớn lắm, nước sông rất là lớn, cho nên là không thể ai mà tiếp cận với dòng sông để biết được. Nhiều cái đoạn quốc lộ 70 nó ngập đến 2 mét nước, nên là không thể nào có một cái phương tiện nào đi qua được. Đây là kênh con tài của cháu đi về xuống đường và cho đưa xe và trở về. Thế là tính đến ngày hôm nay là tổng số là có 67 nạn nhân vừa chết vừa mất tích ấy, thì đã tìm được 60 nạn nhân rồi. Vậy là còn 7 nạn nhân nữa là chưa tìm được. Và thế là cũng là một tháng trôi qua rồi, và trong cái đợt tìm kiếm này đã kết thúc. Và coi như là còn 7 nạn nhân nữa là chưa tìm kiếm được. Có thể là chỉ có hy vọng là các nạn nhân ấy trôi qua sông và ở khu vực nào người ta vớt được, ngày mai có thể là họ đã mai táng rồi và họ sẽ chôn cất, cho họ sẽ thông báo thì có thể là xuống xét nghiệm ADN thì được. Còn hiện tại là khu vực bãi bồi, khu vực cái dòng lũ nó chảy xuống đây này là đã kết thúc, không tìm kiếm nữa. Và bây giờ là toàn bộ máy móc của anh Lương là lên bờ
sẽ đi làm công việc khác, hỗ trợ công việc về bên làm bên tái định cư. Thành lương thì thực ra không thể mà chê vào đâu được, rất là tuyệt vời luôn. Tất cả là vì dân nhé, đấy một dàn máy xúc xuống làm phục vụ dân làng Lũng Hữu từ đầu đến cuối. Và video này là mình cũng xin tạm dừng tại đây, cũng rất là cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ, và mình xin chúc các bạn luôn luôn gặp những điều may mắn.